lùi luôn á. Má ơi, khủng khiếp. Rồi, xin chào tất cả các bạn nha. Giấc này mình đang soạn đồ nghề chuẩn bị lên đường chiến bạn ơi. Bữa nay chiến đêm bữa. Đó giờ mình chưa có vớt cái con nước này mình đưa lên clip nè. Bữa nay thử coi đêm nào sẽ trúng không nha. Thì giấc này tầm khoảng 8 giờ. Là khoảng 10 giờ mình đi buộc lúa xong rồi khoảng 12 giờ nước lớn là mình chiến nha. Nay mình chỉ chiến con nước đêm tới sáng thôi là thôi à. Này là con nước này đánh nhanh rút gọn. Nước bữa nay thì cũng bắt đầu nhóm rong rồi. Lúc trước mình đi vớt mình khoái vớt mấy con nước này lắm. Nếu mà trúng nước một cái nha là trúng lắm. Mà nghỉ lâu quá không biết giờ còn canh nước chính xác không nữa nè. Giờ cũng mới giá xong. Nay mình vẫn chiến cái vật cũ nha. Cái vật mới nó còn nặng lắm. Để nước sau mình vớt ngày mình đã chiến luôn. Nãy mới giá xong. Giờ là buộc lúa bạn ơi. Rồi nó lấy chùm lúa màu vàng nó buộc luôn. Vụn cá. Cá lại thọt tay ra chụp dính. Có bông bông nữa đó. Lúa hiệu mít kim, con chuột mít kỳ. Đây lúa bạn ơi, bó lúa nữa bạn, nhịn tốt tản thần. Lúa này lúa cũ, lúa hồi vụ rồi, vụ trước á, vụ trước thì trúng lắm, còn lúa vụ sau này thì nó hơi thất, nó hơi ít, nên mình pha vô một nửa này nữa kia. Lúa được gì rất là ngon, lúa này dai cực kỳ luôn, không rụng luôn mà thôi mà, chắc dữ lắm chắc luôn. Lúa này cá năng đỡ heo. Mỗi chùm lúa thì mình buộc khoảng bao nhiêu vậy nè. Rồi xong mình chạy lên mình buộc ở trên cái đám lục bình đó. Cái đám lục bình thì mình có sẵn trên sông rồi. Đó. Rồi mình buộc ở dưới đám lục bình này để nước lớn cho mình vớt ha. Này chiến nước đêm bữa nha bạn. Hy vọng là nay trúng được nhiều cá bự nha. Nhìn bó lúa thấy thèm đi chứ. Này cá nó mê là phải nè. Tốt ghê thiệt. Ví dụ này lúc đó mình cắt thành công nhưng tấn tấn lẻ luôn. Còn cái vụ sau này trong 700-800 vậy. Vụ sau bạn thấy nhìn lúa nó thưa nè. Rồi giờ chuẩn bị lên đường buộc lúa rồi bắt đầu vớt cá ăn đây. Giấc này mình cũng mới đi buộc lúa vậy bạn ơi. Nhưng mà tình hình có vẻ hơi căng nha. Thấy mưa lắc gắt rồi. Hy vọng là đừng có mưa lớn. Mưa lớn là xong phim luôn á. Nước bữa nay thì ngon lắm. Nước bữa nay đúng nước luôn. Này nước nhóm rồng nè. Đây nè mình chỉ bạn cái này nè. Mấy cái con nước mà nhóm rồng đó bạn nhìn nè. Cái nước lớn chảy vô là nó có cái màng màng nổi trên mặt á. Là mấy con nước này mấy con nước nhóm rồng. Nhóm rồng có nghĩa là cái đầu con nước rồng là đầu con nước mà đầy lớn đầy á. Thường thường mấy con nước này ngon lắm. Nước chảy cũng khá mạnh nha. Đó, ngon. Nước này là ngon rồi đó. Nhưng mà hy vọng là trời đừng có mưa. Mưa thì rất có thiệt nhưng mà đuối lắm. Vì nửa đêm chắc này cũng gần 12 giờ rồi. Nước chảy vô chắc khoảng nửa tiếng mình chiến được rồi ha. Giờ lên nhà nấu nước pha ly phê uống bạn ơi. Uống xong cái là chiến đấu cũng vừa luôn á.
Nhà bữa nay hết cà phê đen rồi, uống cà phê phố đỡ bạn ơi. Uống cà phê phố xong mình đi xuống sông nha. Thường thường uống cà phê phố xuống phố, uống cà phê phố mình xuống sông. Hết cà phê đen là chịu cũng hay. Có cà phê đen uống cà phê, mình phải uống cà phê đen, ít uống cà phê sữa lắm. Kẹt thế rồi chơi luôn. Cục đá cục ngọn nó sẵn thận được chứ. Đêm không dám đập mạnh, đập nhẹ nhẹ cục đá thì bá. Này là chiến nguyên đêm luôn á, sáng đêm luôn á. Chiến sáng đêm bữa cho nó đã bạn ơi. Mình thì phải chơi đêm. Rồi, mời bạn uống cà phê mình nha. Cà phê nửa đêm. Cà phê đạm đạo chơi. Này mà hồi lên mà quất vào đầu á chừng 5-7 kg ha, mà cá bự bự không ha. Sướng. Vậy nó mới sung được. Nước này là phải trúng không trúng là lỗ luôn á. Mời các bạn nha. Tại con nước khuya này mình vớt được khoảng chắc này 12 giờ, 12 gử vớt dạo đi. 12 gử 2 giờ 3. Từ đây tới sáng mình vớt được khoảng 3 dạo con nước lớn là hết rồi. Là nước lớn sáng là nó tới sáng nó lớn là nó đứng là nó đứng là nó sững luôn. Là nước nó hết chảy. Mà mình chỉ vớt được con nước từ đây tới sáng thôi đó. Là khoảng 3 dạo đó, ăn thua 3 dạo đó. Nước này đánh nhanh rút gọn á. Nhưng mà với cá mì dinh phải thời mình vớt thì 2 dạo là ngon rồi. Giảm 50 kg làm 2 dạo hơn chục ký là thấy cũng là khỏe rồi đó. Hên hên được cá bự bự là thấy là có lý có lý. Nhưng mà mấy con nước này vớt hồi hộp lắm. Hay có cá lớn lắm. Hình như đó giờ mình quay clip với cá là chưa có vớt con nước đêm này. Thường là mình canh vớt con nước ngày không mà. Tại vớt ban ngày mình canh nó gõ mình coi nó sướng á. Vớt đêm này thì không quay được, để vớt xong quay lại thành quả rồi. Để còn hồi sung sung rủ vợ đi theo. Cho bà trải nghiệm luôn. Vô bạn này. Rồi, thôi để mình đi soạn đồ lặt vặt chút xíu rồi các bạn cùng mình thức chọn đêm nay đi với cá Vinh nha. Hy vọng đêm nay chơi trúng bánh nha bạn. Lên đường bạn ơi. Giờ này cũng 1 giờ rồi. Dắt theo chùm bông lúa với cá vẫn trúng. Nước chắc này lớn vô cũng vừa chơi nha. Cái điểm canh của mình nè, nước lớn tới miếng này là vừa vớt nè. Vớt này mình chạy tèn tèn nó chả nó vừa luôn á. Nước lớn này chảy ngon lắm nha, chảy ghiếu ghiếu vừa nêm luôn á. Hy vọng dạo đầu tiên trúng mánh cái coi. Xuống chứ đi bạn. Này bắt theo phải có cá bự rồi cho quay phim rồi cho la làng rồi cho tỉnh ngủ. Đang ngủ.
cứ theo tình hình là dạo này chúng ngập các bạn, dữ lắm cá. Mới có mấy bè trên xuống mà nó ngự trên. Má ơi, khủng khiếp. Ủa sao điện thoại nó mờ mờ vậy ta? Khoan mình lao cái nha. Nó nhảy ra một đống luôn, dở không nổi. Một đường.
hoa ca này. Cá quá trời cá các bạn ơi. Tính ra từ đầu mùa nước tới giờ mình vớt dạo này là trúng nhất luôn á. Dữ lắm nhiều. Cái khu vực cái cát nó đầy hết trơn, sắp lót. Còn hai khoang bên đó nữa. Cá nhiều thiệt nhưng mà không có cá bự ha. Không có Hugo. Còn này à, cái ghê chưa. Nó đầy nhóc luôn, nó nằm sắp lốp lên luôn á. Còn bên đây nữa nè, chưa hết đâu. Đó. Đã chưa? Được được mấy con bự bự nè. Tính ra cá nhiều mà không có cá cá bự cũng dở ha. Quá giờ rộng như bạn ơi, tranh thủ rộng để nó đuối, nó ngợp lắm. Có mấy con nó muốn lật kìa, nó ngủ rồi. Hết bị cá chưa? Sướng. Cái này mình vớt thì mình bè nào mà nó nằm cu ki á, nó cách xa bè khác á, rồi mình mới kêu vợ đóng máy ra, chứ bè nào cũng có cá hết. Hầu như không có bè nào không có chứ. Trừ mấy cái bè mà nó nằm phức mấy ghe nước nó giận không có thôi chứ. Bè nào cũng có hết. Nhưng mà mình hạn chế mình quay một số bè cá nhiều với lại mà nó nằm hơi xa mấy bè khác rồi. Cái cá này nhát đèn lắm, mình bấm máy lên cái là nó chạy chân à. Hầu như vớt rồi tới bè cũng nín thở luôn á. Quá trúng mạnh. Khủng khiếp chưa. Bạn thấy sự lợi hại của con nước nhóm gồng chưa. Bởi vì đó mình đi vớt cá là con nước này không khi nào mình bỏ, cỡ nào cũng chiến nha. Có cái quay phim mình lưu giờ mình đi quay thì hơi khó nữa. Nhưng mà tình hình này mới mốt là chơi luôn. Dạo này để xúc vô hết thì mình cần thôi, nhiều ký nha. Cần tài. Chứ mình thấy nó nhiều dữ lắm rồi đó. Hết có biết chưa. Này gọng cá xong rồi mình hóp miếng nước này xô ghe chiến tiếp bằng. Tại nước này cá đang kêu ăn mình tranh thủ mới được. Tranh thủ đây sáng làm ba dạo. Chứ để không kịp nước, sáng quá dở lắm. Với lại nước nó đứng. Nước này nó mau rộng lắm, nó chảy vô cấp kỳ à. Nó lớn chút xíu là nó đứng ở sình tới sáng luôn, nước nó sình chết nước luôn á. Gọng cá hơi bị lâu luôn. Vớt dạo lão hồi hộp luôn á. Áo mình giờ dắt ra nước luôn. Nhưng mà được cái nó sướng lắm bạn ơi. Phải được cái đó vài chục con cá đó ngon ha. Biết đâu dạo sau nước lớn đầy có hàng khủng rồi sao. Đừng dòm vậy. Tính ra cào. Ra cào tới một chuyện thiệt. Chắc này ai đâu mà cào. Hừng sáng mới cào. Chắc này mấy anh cào là cào công chuyện không. Phê. Hồi nãy có mấy bè mình thọt cái vợt xuống nó thiệt quản ha. Cá nó chạy hầu như là nó ngừ vòng chân. Mà vợt là không dính nhiều con. Cá nó còn nhát, nó còn nằm ở ngoài á. Nó chưa gom. Dữ dằn thiệt. Đây nè, bị luôn nè. Rồi, một túi này cái là túi này nói chung như bạn là khoảng từ 9 kg có thể trên. Này đang hồi mình vớt dạo sau mình có cái gọng nhỏ kìa. Mình gọng riêng sáng mình trăng thử cái túi này kìa. Quá trời. Cầm không lên luôn, dở không nổi luôn nè. Hết biết chưa, một lốp luôn. Nặng lắm. Rồi, quá im. Dạo đầu tiên trúng mánh. Sướng. Nhưng mà con cá chưa có hàng khủng. Dắt này gà gáy bạn ơi. 2,5 rồi. Tranh thủ mình làm ngụm nước rồi mình chiến tiếp. Tranh thủ ba dạo rồi nó kịp nước còn cho tối này ngon. Chứ để hừng sáng lên dở lắm. Hừng sáng lên ra cạo nhiều lắm. Đây cây 2:45 vớt đi. Vớt dạo 1 tiếng. 3:45, 4 giờ. Ừ được, kịp. 4 giờ dạo nó ra đẹp. Mời bạn uống trà đường nha. Này không có cà phê vậy, hết cà phê vậy. Nhà nãy uống một ly cà phê phố mà vớt cá quá cá. Cá nó muốn cà đi thành phố rồi sao.
uống vô thì lạnh, lạnh như bao tử luôn. Mà giấc cá thì nực, hợp miếng rồi. Trời này cũng không có uống nước nhiều. Quá phê. Tình hình là dạo này có thể trúng hơn dạo trước luôn bạn ơi. Cá dữ lắm. Cá này nó gom ăn quá xá. Lúc cán luôn rồi. Bảo cá, bảo cá. Nào như bè nấy. Cá nóng lạnh dữ lắm trận này vậy.
tình hình là tự nhiên dắt này trời trái gió nè, hay lỡ gán phù hộ con dắt thêm dạo nó không trời ơi, để dắt này là mưa cái mệt lắm à. Dạo này cũng dữ lắm nha bạn, nhưng mà chắc thua dạo đầu, nhưng mà hàng khủng vẫn chưa thấy ha, phải kiếm con chừng nửa ký đâu lên mới ngon. Cũng đầy é khoan chưa, nhưng mà chắc ít hơn vào đầu rồi. Có mấy bè cái khúc giữa giữa, tự nhiên khúc giữa nó chết nguyên dây luôn á. Có con hai con hai con à. Tới khúc cuối cuối cái có là những con cá bự. Con cá bự con mắt bị gì ta? Con cá chà bá nó mà mắt nó bị gì? Độc nhãn long. Này lưới câu móc hay lưới gì mới. Có con mắt kìa. Tao thả nó luôn bạn ơi. Thả nó đi. Độc nhãn long thôi mày, đi đi mày. Bye bye nha. Phù hộ vào sao dính con bự chà bá nha. Rồi, giờ gọng cá rồi nè. Gà đâu bên đó gì mà. Dạo này cũng nhiều lắm. Gọng chung luôn ăn sáng về cân luôn chứ. Có cái gọng túi lưới 1 mét kia nhỏ xíu. Như này khoảng 2 kg. Như này khoảng 1 kg. Cũng dạo này chắc 6-7 kg gì nữa. Gió quá gió à. Chắc mưa quá. Xúc cái này cho nó đẩy gọng luôn. Có lừa mấy cái bè đầu tiên cá ăn hết biết luôn. Tới tự nhiên khúc giữa tính là vô rồi, khúc giữa. Khúc giữa nguyên luồng mười mấy bè giữa, tự nhiên nó bè nó cá nó ăn thưa. Cũng có nhưng mà con hai con không à. Tới mấy bè cuối cuối rồi cá ăn mà nó có đu bậy lại. Nhưng mà vết dạo mà nhiêu đây thuộc dạng là trúng mánh rồi đó. Tính dạo này phá cái lục vào trước rồi chứ mà không bằng. Hai dạo này chắc cũng cỡ 15 kg cá có trên rồi đó. Bởi vậy bạn thấy vớt cái con nước rồi. Gió lạnh quá ta. Muốn đánh một cạp. Vớt cái con nước mà nhóm gông này cái phải là 2 dạo 3 dạo là đủ tiền rồi. Chưa có thằng khủng. Dở thiệt. Phải có con đầu đàn đồ 500-600 gram, 700-800 gram rồi trở lên mới đã. Rồi xong bạn ơi. Đây thành quả hai dạo nè. Có mấy con cá nó ngủ rồi. Kệ đi, dắt này cũng gần về rồi. Về nhà tính nữa luôn. Trời gió, giờ này chắc mưa quá. Thấy cục mây đang kịnh rồi kìa. Nãy thấy được mấy ngôi sao mừng chết. Con này cục mây đang kịnh nữa rồi. Gió quá gió à, lạnh này. Hiện tại con này lái gió nè. Vợ mình cột có mối nè, ghê không? Cũng gỡ cũng khó à. Chắc này tay chắc sách là hơi nặng rồi. Nhiều lắm. Cầm cái này nha. Chở cái đít kìa kìa. Hạ xuống. Ờ, đã chưa? Quá xa cá luôn rồi, con cá nó lứa 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 mà không có bự lắm. Dở lên thử luôn nè. Nhấm lên nhấm lên. Chà. Ôi. Cái này chắc coi trên 15 kg rồi đó. Lỡ rồi bữa nay sáng về nhà mình cân mới được. Không gà không có cân. Chiếc này cân nha. Nhiêu đây thì 15 kg rồi, chắc có trên rồi. Từ 15 kg đổ lên. Quả sướng. Chắc này gần sáng tự nhiên trời trở gió. Thấy cục mây đang xì lì nữa đó. Nãy thấy lúa mấy ngôi sao mừng hết lớn. Gió biết đâu không mưa sao. Thấy vậy đó, chứ mưa với cá nó trúng thiệt. Nhưng mà mình thức đêm này mưa, mắt đã mưa là sáng rụi luôn á. Tới luôn rồi bạn ơi. Mưa này lớn à. Này mình có trang bị cái dù cũng đỡ, có cái làm cái bát nè, cầm cái dù đó. Sắm cái dù câu đài bự chà bá luôn cũng đỡ, chui vô đây trời mưa cái mình tắp vô búng dù là chơi được rồi.
quá mưa. Nếu mà đám mưa này khoảng tầm 15 phút hoặc nửa tiếng ha, mà tạnh một cái ha, trời vừa hừng sáng vớt dạo là trúng ngập luôn á. Mà sợ mưa này dai tới sáng luôn á, thấy trời tối hù à. Thường thường mà sau trận mưa mà nước ấm lên trái cá nó ăn mạnh lắm. Này cũng xong dạo nữa bạn ơi, dạo thứ ba. Trời giấc này cũng mém mém sáng này. Dạo này thì cũng cũng trúng lắm. Nó không bằng hai dạo trước nhưng mà nó trúng lắm nha. Để mình chạy lên đầu chảnh rồi mình cho bạn coi thành quả luôn. Dạo này không có cá gọng trong khoang trong nè. Nhưng mà cũng nhiều lắm nha bạn. So với bình thường là trúng rồi đó, nhưng mà so với hai dạo vừa rồi thì nó ít hơn. Chứ bình thường là giấc dạo bao nhiêu đây là trúng rồi đó. Đầy nhóc cho mày vô à. Đó, đã chưa. Này
này cũng có 4-5 kg nữa đó. 4 kg thì không hết, 4 kg mấy 5 kg nữa. Có à ta, rồi đó 1 kg này, ký mấy này, ký mấy nữa, có 4 kg cũng có mấy con trọng trọng nè, mà cũng không có bự lắm nữa. Nguyên con nước sáng này cá nó ăn mạnh quá mà không có con nào đầu đàn cho bá nện như ta, kỳ dữ mấy. Cá lứa phê. Dạo này cá nó không có điều, nó có mấy bè cá nhiều à, còn nhiều là hai con ba con thôi, không bày. Lại có nhiều cá vớt hai dạo đầu hết hay gì không biết. Hồi dân này gọng cá rồi, đợi hồi dạo hừng sáng mình coi nước còn chảy rồi mình dứt thêm dạo nữa nha. Quá em ba dạo chắc cũng cỡ hàng hai rồi nha, 20 à, được á, có thể được đó, sớm về cân biết liền.
cá bỏ trong gọng mà lên lớp nè, còn ha lớp luôn là biết cái cỡ nào rồi đó. Quăng xuống, quăng xuống cho tỉnh. Nước ấm hảnh à. Tính ra mình chịu cũng giữ, mình nóng cái đầu không có miếng nào ký vậy. Dục cái cây xuống luôn, có lòng hết biết luôn á. Tính ra ba dạo thôi bạn ơi, nãy ra xô ra vớt thêm dạo nữa, vớt có mấy bè nào nước nó quay đầu rồi. Buộc buộc vô cái ché đi, cầm cái bị nhỏ đó bỏ mấy đó vô đi. Mình vớt có mấy bè nước nó quay đầu rồi, thôi mình chạy về luôn cho kịp buổi chợ sáng, kịp buổi chợ sáng cho nó ngon. Chứ trễ trễ mình ra mình khó bán, bán lâu. Kịp buổi chợ sáng cho bà con ăn nhiều lắm nha. Để mình soạn đồ xong rồi lên mình cân tổng thành quả luôn. Nó vớt mấy dạo mấy có mấy bè trên đầu voi, nước chảy chảy được mấy mớ cũng cả ký á. Đầu dưới nước nó sừng rồi. Vớt thì độ vớt cũng có đó, mà thôi. Chạy về đi bán cá chứ cái tính sao. Đợi hồi nước nó gồng, coi nước có gồng không. Mà nước này chừng không gồng, nó không chảy, bạn thấy nhìn nè. Nó sừng vậy luôn đó. Nhưng mà hồi chắc cũng quơ quơ ra mà, chạy nhẹ nhẹ mình vớt được thôi. Còn con. Rồi, lên soạn đồ đi bán cá bạn ơi. Kịp buổi chợ sáng, sáng nay em đi chợ sớm. Hello Đạt. Sáng sớm có hai nhỏ chưa thức. Hello Ben. Ben. Hiểu con. Hiểu Đạt. Đạt cho nó theo mình kè kè vậy. Ban đêm cho nó ngoài sân chứ sáng cái nó sáng mở cửa là nó chạy vô trong ngụm nằm ở dưới chỗ cái mình thức vậy á, bước xuống là nó nhào lại nó ôm giò. Phải không? Nó mày á, phải không? Ôm giò nè, ôm giò coi. Nè ôm giò cái coi. Chưa ôm giò không có liếm. Ôm giò. Ơi, dắt này cân cá cho bà ba bạn ơi. Giờ bà ba muốn kiếm lời thì bà ba đi chợ quán. Lời không bơ lời luôn. Lời ông không biết chứ thấy lỗ là chắc ăn rồi. Lỗ chắc ăn hả? Trời ơi, không tới 20kg rồi bạn ơi. Yếu rồi. Này có 19kg à, chưa trừ bì nữa. Ồ, thấy gì mà cũng nặng không ta? Thấy nhiều quá trời mà. Bỗng rồi. Bỗng rồi, bỗng rồi. Rồi, để mình chờ canh trừ bì thử coi. Cũng có cá bự không ha. Dữ kìa. Ê, đổ ra hết lại nhảy dữ lắm á. Tha hồ mà lụm. Giấc này tự nhiên nó qua chuông bạn ơi, qua chuông buồn ngủ rồi. Hồi nãy lúc cỡ vừa vớt xong vợ thứ ba chạy vỏ lên mà gục luôn á. Giấc này qua chuông rồi. Thêm mưa nữa, ngồi dựa vô cái ngủ ngủ. Rồi, trừ bì. 2kg. 2kg. Còn 17. Là còn 17kg. Thiếu 3 kg nữa được 20 rồi. Mua 20 lỗ hả? Mua 20 lỗ vốn. Ai biết ai kêu không trái giá. Bà ba trong chiếc áo bà ba. Ngồi trước hàng ba của người ta bán con cá. Không cũng dần dữ ta. Rồi tính ra đêm hôm nhớt bà dạo chúng ghê luôn, không có con cá nào bự chứ. Không có con nào đã đậu chứ. Cái này là nhờ số lượng chứ không cần nhờ chất lượng. Có số lượng mà không có chất lượng. Đi vớt cá sao về bán trung bình được 30 ngàn ký là thấy ngon rồi đó. 30 ngàn là ngon. Nhiều đầy cá bữa nay chắc bán trung bình không tới 30 quá. Quá một thau luôn bạn ơi. Lên lứa không? Cá mè một lứa là vậy. Bởi vì người ta nói sao có câu cá mè một lứa là nó. Tính ra đêm hôm nó vớt khỏe. Vớt ít. Mình thức khuya nguyên đêm thiệt nhưng mà vớt nó ít, nó khỏe. Nhẹ cái tay mình. Vớt có 3 dạo à. Dạo 30 bè, 3 dạo 90 bè. Nó còn nhìn chẳng được chẳng.
lụm đại đi hên xui chứ biết đường rồi, thấy con nào nó cũng con nào cũng mày dinh nè. phân loại bạn ơi, ngồi ra ngoài dễ bán. Để chung cái nó thấy có nó chạy giá cái nó có lượng con bự cái lỡ thôi rồi. Nó mua nhiều lỡ con bự cái lỡ thôi rồi. Ký 30 chạy giá 25.000 mua hai con không? Ừ. Mua một con nữa chứ. Một con nữa. 17 kg cá mì dinh bạn ơi, được chừng 2 kg cá trọng trọng à. Này nó cái này chắc hơn 2 kg. 2 kg mấy. Cá trọng trọng à. Phải phần nữa cá này ngon quá trời luôn. Bất kệ gì là được rồi, trúng mánh là được rồi. Phải bữa nào giấc cá mà trúng 10 mấy ký cá bự bự không chắc đã lắm ta. Có nuôi nó ngày nào đâu mà chê. Đúng rồi, hợp lý. Ủa lộn, cá với sông cá con nuôi mà, cho ăn mỗi ngày á. Mỗi ngày đâu mỗi. Cá mày nuôi trên bờ mày còn bỏ đói. Rồi luôn, bể hợp đồng luôn. Gì mà ta nói cá nuôi mới ghê chứ. Rồi dắt xe rồi, chuẩn bị lên đường các bạn ơi. Không mà nhớ xưa đi bán cá này cũng vui bạn ơi. Hồi đó là hai chồng mình lúc mà vô trong vợ anh bán cá là người ta nói là mình mua cái hầm ở đâu rồi mình kéo lên bán từ từ không à. Chứ không tin là mình vớt mà ngày nào cũng vậy chứ. Vì lúc đó đi vớt mỗi ngày mà. Người bán người ta ăn riết rồi từ từ người ta thấy rồi người ta quen. Lúc sau có quay phim thì lúc đó là người ta biết rồi. Bữa nay bán đi quá trời rồi, về ăn cá mì dinh trừ cơm đi. Cái này ăn một tháng luôn. Nay bà ba trúng chợ rồi. Quá. Mà trúng chợ không ai mua. Lần đầu tiên. Không mà rồi mình đi bán mà mình vớt cá mà có bữa thất với chúng đi bán cũng có bữa thất với chúng chứ. Ngồi từ sáng tới trưa bán được 2 ký mấy. Còn nguyên một xô luôn. Rồi giờ mẹ con lôi ra mần cạo chả. Nguyên một xô luôn mà bán được có 2 ký mấy cá. Mẹ mình ngồi nhóc hết trơn rồi. Thôi hết biết chưa. 105.000 á, ôi dư tiền xăng tiền ăn sáng rồi, còn nhiều để ăn được rồi. Rồi xong. Bữa nay em ơi bố ăn cái mì dinh trừ cơm đi, ăn cái mì dinh khỏi mua đồ ăn. Khổ rồi ăn nhiều đã ăn một tháng luôn á. Gần biết tủ lạnh sao chứa hết nè. Vô rồi. Mỗi khi mình đi vớt lâu thì bán mau, còn bữa nay mình đi vớt mau bán lâu. Cười chứ không có vui đâu. Cười chứ không vui vậy. Cá ăn đã chết, ăn cá nhiều có chất đạm tốt sức khỏe, về không có dầu mỡ, cholesterol gì các kiểu. Để mình cho anh ăn hết luôn một tháng luôn. Trời ơi khỏe. Quá là chưa rồi đó chứ giờ chưa có bữa nào như bữa nay nha. Thiệt chứ bọn mà bữa nay chợ bữa nay đông chứ. Đông chợ đông mà đi không nát hai cái bà mà không ai mua. Thôi nước này trúng cá tối nay vớt nữa bạn ơi. Xem rú chân gì. Nghe đó nữa là ngoại rồi. Thì hôm con vớt đêm thì giờ sáng mẹ mận buổi. Hớt mà nó cho hớt đại đi, biết đâu mà bắt được sao. Hớt đúng rồi. Bữa trước bữa thắt mà. Sao mà cá đêm vớt đã thiệt chứ. Đi đâu chúng nghỉ uống. Tính ra lúc bắt đầu vớt nó 1 giờ, 1 giờ vớt tới 5 giờ đó. 1 giờ vớt tới 5 giờ, 1 giờ 2, 3, 4, 5, 4 tiếng hồ á. 17 kg với xong còn có 2-3 kg rồi chẳng 20 kg luôn. 4 dạo. 3 kg gan ký. 10 kg đi, 10 kg ra được 3 kg chả. 10 kg 3 kg. Thế vậy chứ mình nó không chứ mình cạo chả anh bán lấy công làm lời. Mà chả dễ bán. Mà chả bán
vòng vòng xóm này mình điện cái cạo có trả là điện là có người mua hết trơn à. Mà làm biến cạo nhất cái lưng. Bữa nay tăng cường tới ông nội ra quánh dãy cá luôn. Vớt có một đêm về bán nguyên cái chợ rồi đem về nguyên nhà cạo một buổi nữa. Nó nhiều cá đây mà hai mẹ con cạo một ngày luôn á chứ một buổi. Hai mẹ con cạo một ngày. Mình lên từ sáng tới chiều thiệt luôn á. Mà từ sáng tới chiều cạo cũng không xong luôn. Quá trúng mánh luôn rồi. Trúng dữ chưa tên. Còn cái nhỏ nhỏ đó nè. Bả trốn luôn rồi. Bà nội trốn luôn rồi. Rồi nãy nghe đâu điện cho bà ngoại ra chợ giúp nó vậy. Ngoại này chậm chạp quá, nghe chắc mạnh nội luôn quá. 2, 3, khui. Chả cá mì chinh hầm hú qua đã hoàn thành bạn ơi. Món ăn truyền thống, món này là mình ăn mấy chục năm rồi đó. Từ hồi xưa tới giờ luôn á, vẫn còn ngon. Lần nào đi giết cá gì cũng làm nồi vậy chứ. Quá đã. Giá mì dinh mình xiên mình cạo chả thì đúng ngon rồi. Chiên, nướng. Mình làm nem nướng á, và hầm, nấu lẩu, vẫn ngon nha. Dai lắm. Quá tuyệt vời. Bới liền tô cơm thôi. Trời đang mưa này quất tô cơm chả cá mì dinh ấm hỉnh liền nha.